Tối ngày 20 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định có nhiều lợi thế để đánh bại Hải Phòng ở vòng 8 V League 2023, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ có trận hòa 1-1. Trước trận đấu này, câu lạc bộ Nam Định có 12 điểm. Nếu đánh bại Hải Phòng, họ sẽ leo lên vị trí thứ hai và hơn câu lạc bộ Hà Nội 1 điểm. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu không hiệu quả, các cầu thủ Thành Nam bị cầm hòa trên sân nhà và chỉ có 1 điểm. Nhờ điểm tựa sân nhà Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định nhanh chóng tạo ra sự áp đảo trước nhà Á quân V-League 2022. Ngay phút thứ tư, Nemanja Onyeka Chukwu mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sau pha dứt điểm cận thành. Có bàn thắng sớm, câu lạc bộ Nam Định thi đấu tự tin hơn và liên tục có các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, lần lượt Nemanja và Henrio Araujo đều bỏ lỡ. Phung phí cơ hội, câu lạc bộ Nam Định phải trả giá. Phút 39, Joseph Mangde, người được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đẩy lên đá tiền đạo tỏa sáng với pha phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt với thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Đến phút 80, câu lạc bộ Nam Định có lợi thế khi Lê Trung Hiếu bên phía Hải Phòng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà gia tăng sức ép. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén nên họ không thể có được bàn ấn định chiến thắng và chấp nhận trận hòa 1-1.